Tối hôm đó ảnh kêu là thôi em đừng có về nhà, tại vì nhà em bên quận 7 nó hơi xa, nhà ảnh ngay Thành Thái thì nó gần. Thôi em đừng về nữa, qua bên anh ngủ đi. Em cũng lưỡng lự, ảnh kêu là yên tâm đi, anh không có làm gì đâu. Anh chỉ ôm ngủ thôi, để coi ổng sao, coi ổng có uy tín không. Có uy tín không? Xin mời quý vị chào đón cặp vợ chồng thứ nhất. Chào hai em. Dạ, em chào anh chị. Ồ, thấy trên tay em cầm theo cái gì vậy? À, cái này cuốn bí kíp của em. Ồ, để đi chút nữa mình bật mí nha. Dạ. Chắc là bí kíp luyện công, bí kíp coi như là giặt mặt gì đấy nè. Bí kíp luyện chồng đúng không? Dạ. Rồi, xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Chào chị Hương Vân, chào anh Quốc Thịnh. Em tên Nguyễn Chấn Tính. Nguyễn Chấn Tính luôn ha. Trắng. Trắng. Nguyễn Trắng. Chấn, Chấn. Nguyễn Chấn. Chấn Tính. Dạ vâng vâng. Chấn Thành với Chấn Tính. Đó, gom lại. Em nay bao nhiêu tuổi? Dạ em nay 34 tuổi. Em sinh sống và làm việc ở Hồ Chí Minh ạ. Công việc hiện tại của Tính là gì? Dạ em bên nhóm nhảy à. Dancer. Dạ hồi trước dancer giờ nghỉ à. Ủa nhưng mà bây giờ là em hoạt động ở đâu? Dạ em giờ quản lý nhóm nhảy luôn. Quản lý nhóm nhảy. Dạ. Giờ mình lên chức rồi ha. Dạ. Mời em. Dạ em tên là Hải Vi. Hải Vi. Dạ. Mẹ Hải Vi tên là gì? Dạ anh Cao. Tôi nghi rồi. Sao? Bạn Facebook của tôi đó. Mẹ của Vi là bạn Facebook của chị. Ủa gì hả? Ủa? Mà sao chị phát hiện vậy? Tại vì cái mặt giống. Giống hơn. Ừ. Vi năm nay bao nhiêu tuổi, công việc như thế nào? Dạ em 27 tuổi. Trước đây thì em cũng là dancer, là diễn viên tự do. Bây giờ là diễn viên tự do đúng không? À, không, bây giờ thì em làm mẹ bỉm. Vậy hả? Là mới à? Mới à cưng? Dạ con được 8 tháng rồi. Chắc có lẽ là hai đứa là coi như là đi diễn gặp nhau rồi là quen nhau này. Dạ, quen nhau trong hậu trường đúng không? Dạ không có gặp luôn à. Không biết nhau luôn. Thực ra là hai vợ chồng làm chung một ngành. Nhưng mà chưa bao giờ gặp nhau, chưa bao giờ biết nhau. Bạn bè chung thì đã rất là nhiều. Hỏi tới bạn chung thì ai cũng biết hết. Ồ, hay ho nhỉ. Rồi vậy cơ duyên nào các bạn gặp nhau? Người ta nói là đi comment dạo mà có chồng á. Nghĩa là nhiệt tình comment lắm đúng không? Hôm đó em vô tình lướt Facebook thì thấy là cái chị chơi chung với em á. Đợt đó thì em cùng một cái nhóm bạn là hay chơi bắn súng online, thì chị up hình với lại chồng em và ba người bạn nữa. Tự nhiên không biết tại sao cái em mới comment vào, em nói là anh áo đen ngồi phía sau nhìn có vẻ ngon nhỉ. Ngon miệng đó. Em đọc được comment đó đúng không? Dạ. Đọc cái câu đó làm sao thấy như tự ái ghê không? Như em trả lời là ngon thì ăn đi. Anh đoán được luôn á. Nhưng mà chắc chắn ta là comment em vậy thì em nói em trả lời làm sao? Thôi đừng em ăn có nữa. Dám không? Đừng ăn nữa, anh là bông đã có chủ rồi. Ủa nhưng mà là chắc chắn là em phải coi cái hình nền thì em mới comment trả lời kiểu đó. Dạ em comment xong rồi em mới coi vậy. Dạ thấy cô này sao? Cô Facebook thì thấy cũng bị ảo lắm. Dạ thấy Facebook thấy tùm lum tùm la, thấy mà không biết đang làm gì mà ảo. Ảo lắm. Rồi mới thử coi, hẹn gặp thử ngoài coi có ảo giống ảo như sao? Kiểu chụp hình đẹp lắm, thấy up nhiều lắm. Rồi cái muốn họ gặp ở ngoài coi thử như thế nào. Coi có đẹp giống vậy không? Dạ, đúng không? Thử coi. Chứ cô không có tính chuyện mà xa nữa. Tại lúc đó cũng đang chia tay bạn gái. Bao lâu thì mới gặp nhau ngoài đời? Tầm khoảng tuần sau gì á. Cái cảm giác đầu tiên khi mà con gặp Vi thì sao? Thì thấy cái sống mũi cao quá, giả. Phát hiện liền luôn rồi sao? Dạ, thấy, nhìn là biết. Rồi có hỏi thẳng luôn không? Dạ không, nghĩ bắt đầu nói chị làm sống mũi cao dữ trời. Tại lúc nó mới làm nó chưa có. Tại cũng có nhiều người làm mà thấy cũng không có cao như vậy nữa. Làm quá lố luôn. Quá lố. Thế còn Vi thì lần đầu tiên em gặp anh này ở ngoài đời thì sao? Thấy ngon thiệt không? Em thấy mắc cười. Ảnh ở trên hình thì nhìn có vẻ là chững chạc. Mấy người mà Hồng Kông mà hay ngồi uống trà đạo rồi các kiểu. Nhưng mà cái lúc nói chuyện qua tin nhắn á thì thấy ảnh có vẻ cũng rất là hài hước, cũng vui. Thế là hẹn gặp thử coi sao. Mà cái lúc gặp nhau lần đầu tiên á, không có ý định gì hết, chỉ là ý định làm ăn thôi. Tại vì cái lý do ảnh hẹn em ra, ảnh hỏi em làm nghề gì. Lúc đó em kêu là em làm social selling. Anh hỏi là ủa cái đó là gì em? Thôi em ra em gặp mặt đi rồi mình nói cho rõ, chứ anh không hiểu cái đó là cái gì. Ổng nhắn tin cho mình, ổng hỏi là ủa em xinh như vậy rồi có bạn trai chưa? Em cũng nói là em chưa có. Anh cũng chưa có bạn gái nè, không mấy mình hẹn hò nhau đi. Thêm một cái nữa là đây là cái người đàn ông đầu tiên mà nhắn tin với gái mà đi ngủ trước. Đó là mới có 10 giờ rưỡi thôi mà đang nhắn tin, hai đứa đang tâm sự tới cái đoạn cao trào của câu chuyện luôn. Thôi anh buồn ngủ, anh đi ngủ trước nha, lát em ngủ ngon. Em bị chưng hửng luôn á. Giai đoạn đó là con cũng mới chia tay bạn trai, trùng với cái khoảng thời gian mà anh chia tay bạn cũ. Mẹ có nói là sao tôi thấy từ trước tới giờ mày không có quen thằng nào ra hồn hết á. Mẹ mới đưa cho cái cuốn sách là nói về luật hấp dẫn á. Thì mẹ kêu là đọc cái cuốn này đi,
Rồi mày coi coi là mẫu người lý tưởng của mày sao đó, mày sử dụng y như vậy cho tao coi 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 kết quả làm sao. Kết quả là nó đúng, là nó xảy ra đúng thiệt. Từ cái gu ăn mặc, từ cái ngoại hình. Tức là con can vô bạn này là đúng vậy luôn. Dạ đúng rồi. Là trước đó, trước khi gặp anh này là con đã làm một cái bản ước mơ kiểu vậy. Thì hoàn cảnh gia đình luôn, nói chung là có nhiều cái nó trùng hợp. Dạ, cái cuốn đó là cuốn gì hay quá vậy? Thôi em đừng, em hết cửa. Em không có xài được để giới thiệu cho các bạn. Khi mà em gặp bạn này á, thì em có thấy bạn này có giống như là cái gu của em không? Dạ không. Trả lời thẳng thừng luôn. Rồi bây giờ hỏi thẳng luôn, cái gu của em đó là gu gì? Gu của em là cao, không có sữa gì hết á. Mà gặp cái sữa hình như lúc nó động càm nữa hay gì á. Không có sữa mũi, rồi mà bị lùng nữa. Thế nhỏ cũng cao mà, con cao nhiêu vậy? Dạ, 1m58 ạ. Thấy không giống như trung hình rồi. Cho nên bởi vì mới ngồi im giống như uống trà đạo vậy hả? Dạ, lúc đó uống trà đạo, hôm bữa đầu tiên gặp uống trà đạo. Trà đạo luôn. Em có về, em kể cho mẹ nghe là em áp dụng cái cuốn lực hấp dẫn đó. Có kể về chàng trai này nhiều không? Thì không có kể về nhiều. Mẹ có gửi cho em một cái clip nhóm anh này thi ở bên Trung Quốc. Mẹ kêu là trời, sao cái nhóm này nó nhảy đẹp quá, tạo hình bông sen đồ các kiểu bằng đèn led á, sao mà đẹp quá. Rồi cái thằng mặc áo đỏ, cái thằng đó đẹp trai quá ha. Cái thằng mặc áo đỏ là anh này. Vậy là cô có coi cái nhóm của con đó à? Là cái nhóm đèn led mà múa mà cái nhóm mà thi cái chương trình gì của Trung Quốc, thi chương trình rồi, cũng lớn lắm á, có talent á, có diễn cái bài đi cấy đi đúng không? Dạ. Rồi các em là quen nhau bao lâu thì mới chính thức ở chung với nhau? Tụi em chính thức quen nhau là sau 3 ngày. Cái 3 ngày mà tụi em quyết định quen nhau á là 3 ngày đó tụi em đi cà phê với nhau sáng đêm luôn. Cái tới ngày cuối cùng á, sáng 8:30 là em đi quay phim, thì ngồi cà phê tới 8 giờ anh này chở em đi quay luôn. Thì sáng đêm luôn thôi. Bữa đó lên phim trường ngủ như con gà mờ. Tối hôm đó ảnh kêu là thôi em đừng có về nhà, tại vì nhà em quên bên quận 7 nó hơi xa. Nhà ảnh ngay Thành Thái thì nó gần. Thôi em đừng về nữa, qua bên anh ngủ đi. Em cũng lưỡng lự, ảnh kêu là yên tâm đi, anh không có làm gì đâu. Anh chỉ ôm ngủ thôi, để coi coi ổng sao. Coi ổng có uy tín không. Có uy tín không? Có uy tín. Đó, nói được làm được đó. Có hung cái không? Không luôn. Tụ hôn đầu tiên của các em là có phải trong 3 ngày không? Dạ không, một tuần sau. Sau cái một tuần đó là tụi em dự định là đi du lịch chung với nhau. Ảnh hôn xong rồi ảnh mới nói là anh định là đợi cái nụ hôn này để tới lúc mà đi Đà Lạt á, nó có khung cảnh rồi các kiểu, trao nhau nụ hôn đầu tiên cho nó lãng mạn. Nhưng mà bây giờ không chịu nổi. Rồi tụi em lấy nhau là bây giờ được 2 năm. Dạ. Đúng không? Bây giờ chúng ta đến với cái phần gọi là dạch mặt nhau. Cho em kể trước đó. Cô ấy có nhiều tật xấu, nhiều tật xấu không nè? Nhiều lắm cô. Giờ xuống chung mới biết là nấu cơm nấu nước cũng không có nấu, dân tiệm mà. Cô không biết nấu ăn gì hết? Dạ biết mà ít nấu lắm, vì nhà cửa nó không dọn dẹp bà. Bề bộn. Dạ. Không nấu ăn. Dạ. Lúc mà trước quen á thì chia sẻ nhiều lắm. Sao quen rồi chia sẻ không vô. Là người nào chia sẻ? Là hai. Cả hai luôn, hai nói chuyện nhau là vô. Không vô luôn. Không vô. Giống như mình bị dụ vậy. Vô duyên. Trời, vô duyên ghê. Chứ nữa. Em đi diễn gì nhiều á, là cổ có ghen không? Dạ, hình như hai chồng không có biết ghen. Chưa tới giai đoạn đó hay sao mà. Chứ thay vì cũng ở nhà không mà, em cũng không có gì để ghen. Em cũng đi làm, đâu đi làm, giờ làm kiếm tiền không mà. À. Vi không ghen luôn? Dạ, không. Tại vì em biết được cái giá trị của anh này như thế nào, mình đặt niềm tin được. Hiện tại là hai vợ chồng em đều ở Thành phố Hồ Chí Minh hả? Hiện tại thì em vẫn đi lên đi xuống giữa Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh. Ủa? Tại vì con thì để ở dưới Cần Thơ cho mấy bà trong. Ở trên đây thì chỉ có hai vợ chồng thôi, mà anh đi suốt, anh đi làm, nói chung là anh bận biểu lắm. Mà một mình em thì quay với con á thì sẽ không có chu toàn được hết mọi thứ á. Mẹ với lại dì kêu là thôi về dưới đi, có gì mẹ với dì phụ. Mẹ con là ở dưới Cần Thơ hả? Dạ. Trời ơi, bạn bè Facebook nhau tôi cứ nghĩ bà đâu ở vòng vòng Sài Gòn, tôi đâu nghĩ bà dưới Cần Thơ đâu trời. Không xác định được không địa xác lý định được luôn á. Ồ vậy rồi hả? Bây giờ nè, anh đang rất tò mò muốn biết cái bí kíp đó là cái bí kíp gì và ở trong đó nó có cái gì nè, trước khi em nói về tật xấu của ảnh. Đây cũng không phải là bí kíp gì dữ dội, nó chỉ là một cái cuốn sổ để lưu trữ lại những cái khoảnh khắc mà tụi bản thân em thôi. Chứ không phải tụi em nha. Bản thân em cảm thấy những cái này là những cái nó chân quý. Từng cái tin nhắn lần đầu tiên ảnh nhắn cho em mà những cái tin nhắn mà nó có ý nghĩa, gọi là nó chạm tới cảm xúc của mình á, mình lưu lại. Cho anh mượn coi được không? Dạ được. Nó cũng hơi cổ rồi đó, cho nên là cẩn thận, anh, nhẹ nhàng. Anh thấy em rất là xúc động nha. Dạ. Cuốn này là nó cũng bắt đầu hình thành là cách đây cũng 2 năm à. Dạ. Xin phép được đọc mà cái dòng đầu tiên. Đố anh biết... em đang nghĩ gì?
Có thể hơi trẻ con nhưng đây là cách em cất giữ những kỷ niệm cho riêng hai đứa mình. Cùng em chơi nhé. Em sẽ viết trước rồi gửi lại anh để cả hai cùng vẽ tiếp cái kết của câu chuyện này nha. Mèo yêu quái. Ồ, quý lắm nghe em. Con phải in nó ra đúng không? Con dạ. In ra. Cái thời điểm con làm cái cuốn sổ này là hai đứa quen nhau kỷ niệm được một tháng. Thì là con phải ngồi con lục lại hết tin nhắn từ đầu để chụp lại những cái nào nó cảm thấy nó ok. Nhật ký tình yêu của hai đứa. Cái này mình làm thì giống như là để mình sau này một thời gian dài á, mình xem lại thì nó gọi là nó có được một cái nơi để lưu trữ lại những cái khoảnh khắc ban đầu. Thời gian sau này sẽ có nhiều cái mâu thuẫn xảy ra, thì sẽ có những cái giai đoạn mà mình không còn cái cảm giác như lúc ban đầu nữa. Thì đây sẽ là những cái thứ mà nó giúp mình nuôi lại cái cảm xúc đấy. Hay quá. Vợ con là một người nội tâm có những điều rất là sâu sắc. Có nhiều cái vợ con còn để trong lòng, vợ con chưa có nói cho con nghe. Đó là cái tình cảm mà vợ con dành cho con rất là nhiều. Ví dụ như là vợ con thương con 10, nhưng mà vợ con giấu ở trong lòng 4. Nhưng mà con phải hiểu là bạn là cái người mà nhìn những cái nó bao quát, cái chi tiết, những cái tiểu tiết, những cái lặt vặt là bạn không có để ý. Người vợ á, cảm thấy là con hơi bị vô tâm á. Trước khi con cũng vẫn nói, gặp anh này là con cũng xác định được là sắp tới mình sẽ phải sống như thế nào rồi. Ban đầu á thì có những cái ý như là con thể hiện rất là nhiều. Có lẽ cái này là con cảm nhận thôi. Cái thời gian đầu á, ảnh hay nói là trời em bớt diễn đi. Có lẽ là do cái công việc trước đây á, thì nó có một cái định hình không tốt. Thì có lẽ là có những lúc mà mình thể hiện nó hơi quá. Cái cách thể hiện của mình á, nó cũng hơi nồng nhiệt quá. Thành ra người khác họ bị ngợp. Và với cái tiếp người mà thực tế như thế này nè, thì họ không tin cái điều đó. Cũng không phải là do con không nói, mà là do ông này ông bận lắm. Lúc đầu thì còn có nhiều thời gian để đi cà phê nói chuyện nhau. Sau dần dần thì không còn cái thời gian để nói chuyện nữa. Thì có những cái là nó qua rồi thì thôi. Vợ nó không có diễn đâu, thương con lắm á. Đúng á, hồi nãy bạn cô nói chuyện là cô thấy bạn rất, coi là vợ con rất là thương con. Bây giờ khui tật xấu ông đi. Đàn ông thì cũng có vài tật linh tinh thôi. Như là ví dụ như bề bộn, thì trước lúc mà mới quen không bề bộn lắm đâu, mà kiểu như quen một thời gian rồi á, chắc tại thấy con cũng bề bộn nên bề bộn theo. Bề bộn thôi hả? Dạ, với lại cái kiểu mà nóng tính thôi. Có lãng mạn không? Không lãng mạn. Những cái ngày lễ á, không tặng quà nhưng mà sẽ rủ đi coi phim, rủ đi cà phê. Đó cũng là một cái gọi là cho cái có cái gì đó nó khác với ngày thường cũng được. Rủ đi cà phê cũng được, dạ. Rủ đi coi phim cũng được ha con ha. Không biết tặng quà gì luôn con. Tại vì tiền là vợ giữ hay gì? Không. Dạ không, hai chồng độc lập, tiền ai nấy xài. À vậy đó hả? Vậy thì con phải tặng quà nha. Dạ rút kinh nghiệm. Ừ rút kinh nghiệm nha con. Ngày 14 tháng 2 năm vừa rồi á, là lúc đó là con đang mang bầu em bé. Sáng sớm đi xuống dưới nhà thấy anh này anh lụi cụi, anh làm hoa, làm bông được các kiểu. Cái nhà thì cầu thang xuống nó sẽ có cái vách tường che như thế nè. Mình đứng mình nhìn ra mình nói ủa ông này ông làm gì ta, lấy ông tặng hoa cho mình mà chắc không có đâu, tính ông này cũng bao giờ vậy. Cái mình ra mình hỏi ủa anh làm gì vậy? Làm bông tối diễn. Xong đã vậy còn đế thêm câu chứ không lẽ em nghĩ anh tặng em. Trời ơi. Không tặng hoa thẳng ông tặng mất. Xong cái tối cái hai vợ chồng đi với nhau, đi chơi với nhau, cái nhìn thấy người ta bán hoa bên đường á, con không nhớ lúc đó con nói câu gì á, cái ổng ấy nói là tính mua hoa tặng mà tại đi chung rồi tặng hoa không có gì bất ngờ nên phải mua. Không mà tại vì bạn nghĩ như vậy thì dạ. Bạn nói như vậy nghĩ, thằng nghĩ sao nó vậy à? Em mong muốn xã em thay đổi điều gì? Chỉ có một cái là cân bằng giữa cái việc mà công việc với lại cái sức khỏe. Chồng em thì bị cái tật là tham công tiếc việc kinh khủng lắm, ảnh bỏ bê bản thân nhiều lắm. Cái thời gian mà em về quê chăm con thì ở trên này ổng coi như là ổng xả vàng luôn, ăn uống thì ăn ở ngoài. Con cũng sợ là không đủ chất cho nên là con mua thêm thực phẩm chức năng cho uống, phải nhắn tin lên anh ơi uống thuốc chưa, nhắc vậy đó mà vẫn uống ngày không, cuối cùng là không uống luôn. Thì chỉ có là cân bằng lại, nghĩ tới cái sức khỏe và nghĩ tới bản thân mình nhiều hơn, bởi vì mình còn đi đường dài nữa. Cần tiến chỉ muốn vợ con là công việc ở nhà sắp xếp cho nó gọn rồi cho nó sạch sẽ ngăn nắp thôi, với hai vợ chồng cố gắng sắp xếp làm chung công việc, san sẻ công việc với nhau là ổn. Giờ gì nè, đây là cái mong muốn của anh hôm nay nhân kỷ niệm đến với chương trình này, anh rất muốn nghe em nói một vài lời gì đó với vợ của mình. Cảm ơn em đến bên anh, xin cho anh bé xô, anh yêu em. Lần đầu tiên luôn á đó. Đó lần đầu tiên mừng không? Không dạ, hôn đi, hôn cái đi. Hôn môi bả cái đi. Cưng quá trời. Hôn môi đi. Chúc cho hai em nghe. Dạ. Sẽ luôn luôn yêu thương nhau. Cảm ơn hai em. Cảm ơn hai đứa nha. Cảm ơn Ngọc, cảm ơn. Lúc đó là chưa cưới, là mấy bạn học ổng chọc đó ân quen cái nhỏ kia ngon lắm. Được lắm, đẹp lắm, đẹp hơn Ly nhiều.
Xong rồi cái tối lại là hai đứa là đang hú hí với nhau. Xong rồi cái là tự nhiên đang lúc cao trào em bật khóc. Anh làm em đau gì hả? Anh nói không không, em suy nghĩ tới con nhỏ đó đó, em ghét em khóc. Xuống thêm nhiệt Lip Cool giúp cho người nóng trong, nhiệt miệng, mệt mỏi, sức đề kháng kém. Nhiệt làm thì uống liền Lip Cool. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên Ân, Trịnh Hoàng Ân, em làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm ngành nào vậy Ân? Em làm bên mảng nhôm kính, em năm nay 31 tuổi. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, em tên là Trúc Ly. Hiện tại thì em đang làm nhân viên văn phòng ở khu vực Trảng Bàng, Tây Ninh. Ủa là sao? Là cưng ở Tây Ninh? Dạ. Còn bạn? Làm ở thành phố nhưng mà chiều tuần chạy về 2 lần. Chia sẻ cho anh nghe cái câu chuyện tình yêu của các bạn đi. Lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là ở đâu nè? Đoán đi ông, đoán cái đi ông Bin. Hay à, đi đâu một nè? Ngày đẹp trời đó là Ân ổng đi ráp cửa sổ cho nhà người ta dưới Trảng Bàng đó. Dưới Tây Ninh á, dưới Tòa Thánh á. Xong mới đang đi cái đói bụng quá. Cái tấp vô ăn tô bánh canh Trảng Bàng. Xong lúc đó là chưa gặp cô này nha. Xong cái chạy hồi nữa cái ghé uống nước mía. Uống nước mía vườn cao hay gì đó. Thì mới gặp cái cô này. Đang uống nước mía luôn. Đang uống nước mía luôn. Rồi hai đứa gặp nhau xong rồi thấy nước mía ngọt quá, rồi cô này mặt cũng dễ thương quá, cho nên là dùng những cái lời ngọt ngào cua và dính luôn, đúng không? Đúng không? Dạ không. Hai đứa là gặp nhau ở Tây Ninh đúng không? À, ở Gò Vấp. Rồi xong. Ở Tây Ninh Gò Vấp. Bạn này làm hóc môn, bạn kia Tây Ninh, nhưng mà gặp nhau hai rồi đứa dấp. Gặp nhau Gò Vấp. Ủa, gặp nhau Gò Vấp nhưng mà gặp nhau ở đâu? Ở nhà của sếp lúc đó. Thôi hai đứa kể đi nào. Kể đi. Thì lúc đó em đang làm ở trong công ty đó, còn vợ em bây giờ là làm kế toán. Là em hay đi công trình xa, em hay quyết toán hóa đơn về cho vợ. Xong rồi em mới nói chuyện với vợ nhiều. Hai đứa là chung công ty phải không? Dạ, lúc đầu là như vậy. Trong thời gian cái em mới xuống nhà sếp chơi, sếp là dì họ của vợ. Em có ấn tượng gì về cổ không? Đầu thì cũng không có ấn tượng gì, gặp thấy bình thường nói chuyện dạng như kế toán như mình nói chuyện với nhau thôi. Nhưng mà dễ gây lộn kế toán lắm, mấy bà kế toán khó lắm. Dạ. Con số là phải chính xác, không phải liềm bìm nó hoài. Dạ, phải bắt thu thập chứng cứ rồi thu thập hóa đơn, lắm, lắm. Thu thập phiếu thu phiếu chi đúng không? Mấy bà đó là chỉ có con số thôi. Con số đó, đó. Nhưng mà nè, em nhìn cổ em thấy hiền không? Lúc đầu thì thấy cũng vui vui là cười hay hiếp mắt. Ghiền là ghiền cái đó chút. Nghĩa là ấn tượng cũng được. Dạ. Ghiền cái hiếp mắt. Em gặp chàng trai này thì sao nè? Lần đầu tiên gặp chồng em đó thì em thấy ảnh xấu quắc à. Tại vì á tóc ảnh dài gì là mà ảnh ốm nữa, ảnh đen nữa. Nên là cũng không có cái cảm giác gì, nhưng mà cái ấn tượng là ấn tượng ảnh xấu quắc à. Thì nói chung hai đứa đều ấn tượng không có đẹp gì về nhau. Đến được là do cái lúc mà em về quê xong em lên Sài Gòn lại là cái chân em nó bị chật. Cái lúc đó là em mới lên Sài Gòn á, lần đầu tiên lên Sài Gòn luôn, không có quen biết ai hết ngoài dì thôi. Thì cũng không có đi đâu được, rồi bị đau chân nữa, nên là thành ra là nhắn tin với anh này là anh ơi giờ em không biết đi đâu, anh chở em đi vòng chơi đi. Xong là tối đó anh chở em đi uống sinh tố, xong rồi là ghé bên bạn của anh là đang nhậu, xong rồi anh dắt em lại luôn. Là tới lúc đó là những cái bạn của anh nói là bạn gái mới hả? Bên các bạn bè có suối hai đứa quen nhau không? Bạn bè tưởng là đang quen nhau chứ không phải. Tưởng luôn rồi. Dạ, tưởng luôn rồi. Tại có bạn gái là em hay dẫn về, nhưng mà cũng rất là ít, chỉ có hai người. Đến khi nào thì hai đứa mới thật sự là có cảm giác với nhau? Lúc đó là em ra ở trọ riêng, thì em ở cái chỗ mà anh này thuê giùm em. Thì lúc đó là ông chủ nhà trọ ổng dê em. Xong em điện anh với anh này cái em khóc. Anh nói là thôi để nửa tối anh qua anh canh cửa giùm cho. Rồi xong cái là đúng là tối đó ổng qua cái cửa vậy thì ổng nằm ngang vậy. Trời ơi, tội nghiệp vậy đó hả? Nghiệp, tội nghiệp lắm. Động lực nào mà em lại làm điều đó? Em phải thích rồi mới làm chứ đâu có lãnh đâu mà. Đúng. Nghe Ly nói, vợ em nói như vậy thì em thấy có lỗi của mình. Tại mình dẫn thuê trọ chỗ đó. Không có biết, mình thấy ý đấy quá. Ở đó mình ngủ vài bữa để kiếm phòng trọ khác để chuyển đi. Xong rồi ở ngủ từ cửa xong còn một tuần á, từ ngủ đầu rồi. Cửa vô ngủ tới cửa. Gần nệm cái lên cái vô nệm nằm nghe. Em chắc lẽ ngủ chứ nhắm mắt để đó thôi chứ nhìn chứ không nhìn tụi em không có chuyện gì xảy ra. Không, anh biết nhưng mà em nằm ở trên nệm nhưng mà em nhìn thấy một chàng trai nằm mà trắng đường gì
cảm động vậy. Dạ, đúng rồi, cảm động đúng không? Ừ. Tại vì cái lúc mà ảnh nằm không có cái mờ, không có cái chiếu gì ở dưới á, em thấy em tội, xong rồi cái bắt đầu hai ba bữa sau là em nói thôi anh lên giường anh nằm đi, xong rồi đợi tới khi nào mà thuê trọ thì dọn ra là anh lên anh nằm với em. Hai đứa nằm chung nhau vậy nhưng mà là rất là trong sáng đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà là nhưng mà anh cũng có lén phén một chút xíu. Rồi thử. Cũng có xin xỏ rồi nhưng mà chắc không được đúng không? Không được chuẩn y đó. Đúng rồi. Anh nghĩ là thời gian đó là hai em đã thật sự thích nhau rồi đúng không? Rồi đến khi nào thì ổng mới bắt đầu tỏ tình em? Tụi em thì như cũng không có tỏ tình gì hết. Nhắn tin qua lại rồi từ 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 quen thôi. Khi nào thì mới có nụ hôn đầu tiên? Lúc mà tìm được nhà trọ mới rồi. Lúc hai đứa quen nhau rồi là quyết định quen luôn á. Chuyển qua nhà trọ mới tầm 1 đến 2 tuần là em bắt đầu em qua em ở. Là hai đứa ở chung luôn. Tầm hai tuần đó là bắt đầu mới có nụ hôn đầu tiên. Vậy là hai đứa yêu bao nhiêu lâu thì mà làm đám cưới? Tụi em thì khoảng 3 năm mấy. 3 năm ở trọ chung luôn? 3 năm ở trọ chung là ở từ Gò Vấp, xong rồi dọn xuống Tây Ninh. Anh này anh cũng theo luôn. Rồi trong thời gian đó là sao? Em thì làm ở trên Hóc Môn, còn em ở dưới Tây Ninh. Dạ. Là lúc đó là cứ xa nhau như vậy á hả? Dạ đúng rồi, đi về về, lúc từ lúc quen tới lúc cưới tới giờ vẫn vậy. Trong cái thời gian yêu nhau vậy êm đềm vậy, có bao giờ có cái chuyện nào mà giận nhau rồi lôi đình rồi có là muốn chia tay nhau, cắt đứt đồ này kia nọ không? Có cái lúc mà em đang ở trọ, cái trọ mới ở trên Gò Vấp á, thì lúc đó là công việc của em chưa có ổn định, tại vì mới lên Sài Gòn, thì mình lên Sài Gòn mình bỡ ngỡ luôn, cái nhà trọ 1 tháng 2 triệu mấy, mình làm sao mà mình lương mình chỉ có 5-6 triệu thôi, mình trang không có đủ, nên lúc đó em nản quá, em định về quê, em định bỏ ông này về quê. Ổng khuyên nhủ mà thấy ổng buồn quá, ổng tội nghiệp nên là không có bỏ ông được, nên là ở trên này ráng trụ, xong mà nhắn tin hỏi bạn ở dưới Tây Ninh là có công việc nào không cho tao đi làm với, thì nó mới giới thiệu là tao có công việc này nè, mày xuống mày làm đi, lương cũng ổn. Xong rồi em nộp hồ sơ xuống là hai vợ chồng xuống dọn xuống dưới luôn. Chứ không có giận hờn gì hết, chỉ là em hơi nản, em muốn về quê thôi. Nhưng mà bây giờ lương của em ổn chưa? Lương của em bây giờ thì cũng ổn rồi. Ổn rồi phải không? Rồi lương của chồng ổn chưa? Dạ cũng ổn rồi. Vậy ổn rồi. Ổn rồi là phải có kế hoạch của em bé. Đúng rồi. Là cưới nhau được mấy năm rồi cưng? Khoảng gần 1 năm thôi. Ngày cưới của hai bên là cách nhau 7-8 tháng. Dịch Covid làm đám với em tháng 3. Rồi xong dịch bùng lên là ngưng. Không có làm được. Ngưng. Tới lại tháng 11 thì mới làm. Vậy giờ về ở chung nhau rồi sao? Rồi cái có lòi ra tật xấu gì nhiều không? Đó. Tật xấu thì trong 3 năm nó lòi hết rồi chị. Lòi hết đâu kể nhiều đâu, không có em? Tật xấu gì đâu nhiều kể không? Vợ em thì tật xấu cũng không có bao nhiêu. Con cái là ăn uống làm biếng thôi. Làm biếng lười ăn. Lười ăn như lười nấu. Khi nào có em về thì mới nấu. Còn không là cứ một mình muốn ăn gì ăn, có bữa không ăn cơm. Trời, phải mà tôi được cái bệnh lười ăn như nó đỡ ghê. Em cũng vậy luôn á chị à. Thì sao em không lười ăn gì? Không được, trời, tôi nhìn đồ ăn cái muốn nhào vô miệng luôn á. Mặc dù miệng trong đầu trời, chị siêng ăn lắm, không có lười ăn tí nào luôn á trời. Nó nghĩa là lười ăn, không chịu nấu ăn. Đúng không? Nào chồng về rồi mới nấu. Nhưng mà nấu ăn ngon không? Dạ ngon. Cũng được rồi. Có một cái tật mà giống như mấy bà vợ không? Là ghen. Trước giờ thì chưa thấy. Nhưng mà hỏi thì kêu có. Vậy hả? Hỏi thì nó có ạ. Tôi ghen ạ. Tôi ghen dữ lắm ạ. Có ghen là ghen chuyện gì? Cái lúc đó là đi chơi với bạn của ổng. Thì khi đi chơi thì mấy bạn chọn ổng chọc lúc đó là chưa cưới. Là mấy bạn ổng chọc là hồi đó ân quen cái nhỏ kia ngon lắm, được lắm, đẹp hơn Ly nhiều. Mà nói nhiều lắm, em nghe nhiều mà em đốt cảm nhà. Thấy buồn trong lòng rồi. Qua đột. Xong rồi cái tối lại là hai đứa là đang hú hí với nhau. Xong rồi cái là tự nhiên đang lúc cao trào em bật khóc. Cái ông này ông hỏi em sao em khóc vậy? Anh làm em đau gì hả? Ông nói không. Tại mấy bạn anh hồi chiều nói nhiều quá nên em suy nghĩ tới con nhỏ đó em ghét em khóc. Mà khóc trong lúc đó nữa. Ghen này là thuộc loại ghen cá tính. Đúng thời điểm luôn. Ghen đặc biệt luôn nè. Hồi lúc đó em giải quyết làm sao không? Nghe nói làm cười vậy. Là việc đó gì đó. Là chỉ có trận đó thôi. Dạ. Với lại ổng ghen em. Thì ổng ghen cái lúc mà em nhắn tin bồ cũ á. Bồ cũ nhắn tin hỏi em khỏe không này kia. Rồi ổng đọc được cái tin nhắn. Rồi bắt đầu ổng ghen, nhưng mà ổng ghen được 1 phút 30 giây à. Lý do là em so em dịu lại. Sẵn kể luôn đi. Ngoài cái ghen ra còn tật xấu của chồng là gì nè? Tật xấu thì trước lúc cưới á chị, nhiều tật xấu lắm. Không có hớt tóc. Tóc để rất là dài. Đi ngủ thì không có đánh răng. Sau khi cưới thì ngày nào em cũng nhắc ổng cái chuyện đó hết. Ví dụ tóc dài anh ơi đi cắt tóc. Tối anh đi ngủ thì anh ơi đánh răng đi. Giống như là bỏ.
coi như bỏ đi. Mình sau khi mà mình đã nhắc rồi bỏ rồi, còn cái gì mà em không phát hiện được lúc mà chưa cưới không? À có, hay quên có. Ừ. Tại vì ổng là ổng hình như ổng đản chí hay là ổng vô tư thì em cũng không hiểu. Ừ. Em kêu ổng là anh ơi cất vàng đi. Ừ. Xong rồi em với ổng cùng cất cái chỗ đó, nhưng mà vài tháng sau em hỏi là anh ơi vàng lấy vàng giùm em, không nhớ chỗ nào hết. Nhưng mà mai thai là em nhớ không? Mai thai em cũng cắt chung em nhớ. Rõ gì cũng mừng. Mừng ghê á. Tưởng là em quên luôn là hiểu rồi. Nhưng mà cái quan trọng không có quên luôn, hỏi tâm sự với anh chị bắt đầu dò dùm. Trời sao? Còn tật xấu gì không? Không, nói chung là chỉ có vấn đề hay quên với lại hơi vô tư thôi. Ừ. Vô tư khác vô tâm nghe. Dạ đúng rồi, ổng vô tư thôi chứ không có vô tâm. Vô tư là đâu có xấu. Ừ. Vô tư là cuộc đời này nó thoải mái lắm, đúng sao không? Được người ơi. Cứ vô không tư đi. Không suy nghĩ, không lo. Ừ, thiệt. Nhưng mà nè, có lãng mạn không? Dạ không. Vô tư đó, vô tư. Có nhớ những ngày tháng đặc biệt của vợ không? Sao mà nhớ được, nó vàng tất ở đâu mà còn quên. Nhớ một ngày sinh nhật thôi. Nhớ ra nhớ. Mà ngày sinh nhật tặng quà có tổ chức gì cho vợ bất ngờ không? Vợ thì không có cần tặng quà gì á. Tới ngày sinh nhật là em chuyển tiền thẳng luôn. Trời ơi, quá thực dụng rồi. Thôi cũng được đi. Mua quà chi tốn tiền, mua hoa về để héo cũng vậy. Quất thực tế, ok, được. Vậy giờ mong muốn thay đổi điều gì đi? Ông mong vợ thay đổi điều gì nè? Dạ, em mong vợ thì chỉ có lo ăn uống một chút. Chứ anh cứ tối không chịu ăn cơm, là cứ ăn trái cây miết à, ăn trái cây ăn vặt. Là không thích ăn hay là cố tình không ăn để giữ dáng? Dạ là biến ăn. Tối về đi làm 7 giờ sáng tới lại 6 giờ rưỡi tối là về là biến ăn. Biến ăn hả? Chứ lại phải có một mình. Lại đây. Ô, dòng ơi. Phải tôi làm biến ăn được như bé này thì bắt biến. Ước gì. Rồi okay. Còn em thì muốn ông xã mình thay đổi điều gì? Em thì muốn anh là nói chuyện với lại mọi người xung quanh nhiều hơn, tại vì ổng ngại giao tiếp với mọi người lắm, nên là cải thiện cái đó. Ngoài ra thì hơi lãng mạn chút xíu. À, nhắc khéo nghe. Nhắc khéo lãng mạn nha. Đã không cho người ta tặng bông lấy gì lãng mạn. À. Em không cần mua một bó, em chỉ cần một cành thôi. Mua một cành bông mà về cũng hỏi bao nhiêu tiền mà. Cái toán mà. Cái cảm giác nó khó chịu lắm. Mang hoa về tung tăng chạy về hơn hoa. Dạ tặng em nè, chúc em vui vẻ nha. Mua chi vậy tốn tiền này. Rồi xong. Tột mốt luôn á. Bây giờ là hai đứa là có định là năm nay là có em bé không? Dạ tụi em đang tìm kiếm ráo riết. Rồi đây, xin giới thiệu với tụi em ông mụ quốc dân. Anh thì chúc cho hai vợ chồng em, hai đứa sẽ về tự về chung một nhà. Và trong năm nay ha, công việc sẽ phát triển thuận lợi, sẽ yêu nhau nhiều hơn và đặc biệt là thấu hiểu nhau. Chúc cho khoảng tháng 3, tháng 4 là bác sĩ báo tin vui. Có thể là qua năm sau các em sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến với gia đình các em. Trời ơi, chúc mừng nghe. Với lại là em có một cái nguyện vọng là em xin được nói những lời yêu thương với tới mẹ em. Em nói với mẹ đi. Dạ. À, mẹ ơi, tại vì là con không có nói được những cái lời yêu thương. Tại vì hồi nhỏ là không có sống được với... Tại vì từ lúc nhỏ là em không có sống được với ba mẹ. Cũng là do hoàn cảnh. Cho dù là mẹ có làm nên cái lỗi gì thì em vẫn sẵn sàng là tha thứ và sẽ giúp đỡ cho mẹ. Mặc dù là em không có nói những cái lời mà ngon ngọt được. Tại vì tánh em thì nó thẳng thắn, nó giống như là một đàn ông con trai gì đó. Không có thổ lộ được những cái gì mà tình cảm dành cho cha mẹ. Thì á là em muốn nói là mẹ ơi, con yêu mẹ rất là nhiều. Nói gì nữa không vậy? Với lại với ông bà ngoại thì hy vọng là ông bà sẽ sống lâu và đợi cháu chắc ra đời thì. Tại vì ngoại em là bệnh nhiều lắm, là không biết đã đi khi nào. À, ông bà ngoại của em đó phải không? Ồ, yên tâm rồi, đi. Rồi, thôi là năm nay là có con rồi. Nghe. Cảm ơn em rất nhiều.